Chào các bạn, trong cái đoạn intro vừa rồi các bạn có thấy cái đèn ambient light của mình không? Trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái đèn ambient light cho cái màn hình máy tính mà nó có thể thay đổi theo cái màn hình như của mình ấy, với giá thành rất là rẻ. Và đặc biệt hơn là chúng ta tự làm thì cái cảm giác khi chúng ta dùng cái đèn nó sướng hơn rất nhiều. Tổng chi phí cho cái đèn, cả đèn led lẫn cái mạch của mình mà mình tự làm ấy thì hình như chưa đến 200 nghìn, còn nếu mà các bạn làm mỗi cái mạch không thì khoảng 50 nghìn thôi đấy. Trong khi đấy là nếu mà các bạn mua những cái đèn như này ở trên thị trường thì với cái màn hình mà tầm 27 inch như của mình thì chắc là nó vào tầm 400-500 nghìn, tùy thương hiệu, của các loại còn đắt hơn. Thì trong cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái đèn giống như của mình nha. Để làm cái đèn này thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị phần cứng. Ở đây phần cứng đầu tiên mình sử dụng đó là một cái modem Wi-Fi ESP8266. Ở đây mình sử dụng con modem Wi-Fi Wemo Mini D1. Con này rất là nhỏ gọn, rất là rẻ. Theo mình các bạn nên sử dụng con này, rất là hay này. Con này mua trên Shopee với giá khoảng 50.000. Mình sẽ để link bên dưới phần miêu tả video nhé. Thứ hai đó là một cái con điện trở. Con điện trở ở đây các bạn có thể sử dụng điện trở 270Ω hoặc 470Ω. Ở đây mình đang có con điện trở 470Ω này. Rồi, cuối cùng là một đoạn dây LED mã là WS2812B. Đấy, các bạn phải dùng đúng cái loại WS2812B mới được nhé. Để phân biệt nó với cái loại LED khác thì các bạn nhìn này, cái này LED này nó có sẽ có 3 chân giao tiếp này. Và chân tín hiệu nó sẽ nằm ở chân ở giữa này. Ở đây mình sử dụng loại LED 5V. Bởi vì là mình sẽ sử dụng luôn cái nguồn USB ở trên cái màn hình. Bạn nào mà không màn hình mà không có cổng USB ấy, thì các bạn phải kiếm thêm một con nguồn 5V nhé. Còn nếu dùng đèn LED 12V thì phải kiếm nguồn 12V. Độ dài của đèn LED này thì tùy cái kích thước màn hình của các bạn thôi. Mình ở đây có một cái quặn này là quặn 5m thì mình tí mình sẽ đo dùng hết bao nhiêu mình cắt ra bấy nhiêu. Đấy. Vậy là xong phần chuẩn bị phần cứng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải flash firmware cho cái modem Wi-Fi này. Mình khuyên các bạn nên flash firmware cho cái modem Wi-Fi này trước, bởi vì là tránh cái trường hợp mà khi chúng ta hàn sai mạch ấy, chúng ta cắm vào máy tính nó sẽ dẫn đến lỗi phần cứng máy tính hoặc là cái mạch của chúng ta. Tốt nhất là chúng ta nên flash trước xem nó hoạt động như nào đã, xong bắt đầu chúng ta mới hàn thêm các thiết bị khác sau. Bây giờ mình sẽ cắm cái modem Wi-Fi này vào cái máy tính của mình nha. Các bạn nên sử dụng trên Win, trên Mac cũng được nhưng mà nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều, dùng trên Win cho nó dễ. Phần mềm thì mình sẽ để bên dưới bên link bên dưới phần miêu tả video nhé. Bây giờ mình sẽ cắm vào này. Rồi. Sau khi cắm vào thì các bạn vào Device Manager. Các bạn kiểm tra cho mình xem là cái modem Wi-Fi này nó là ở cổng bao nhiêu. Đây. Của mình là nó ở cổng COM 4. Đó, ở cổng COM 4 các bạn nhé. Muốn biết thì rút ra. Đấy, nó mất cái COM 4 đi. Cắm vào, nó hiện lên COM 4 thì nó là ở cổng COM 4. Ok. Bây giờ mình sẽ vào cái phần mềm. Phần mềm này thì mình sẽ để miêu tả bên link bên dưới phần miêu tả video nhé. Các bạn download về thôi. Các bạn vào cái phần mềm các bạn download về. Các bạn chạy cho mình cái phần mềm là Tasmotizer. Tasmotizer 1.2 này, các bạn chạy lên, các bạn đánh dấu giống như mình nhé, nhớ đánh dấu vào chữ EJ before flashing này nhé, chọn đúng cổng COM này, COM 4 này, rồi, bây giờ chọn đến cái flash file, các bạn ấn vào select iMac, đây, đây nó open ở đây, đây các bạn chỉ đến cái file này nhé, mình sẽ để bên dưới phần miêu tả video ấy. Đấy, select đến cái file này. Đấy. Các thông số các bạn để nguyên như này. Rồi, bây giờ ấn vào Tasmotizer để cho nó flash. Đấy, khi nó flash thì các bạn sẽ thấy cái đèn này nó nháy nháy một chút lúc ban đầu ấy. Các bạn chạy đợi đấy, nó sẽ thỉnh thoảng nó nháy nháy. Đó, trong lúc flash nó sẽ nháy nháy như vậy. Bạn đợi một lúc. Thông số các bạn để nguyên nhé. Đấy. Để nguyên giống giống như của mình này. Đấy, chọn cổng
Con 4 thôi và nhớ đánh dấu phần IJ. Com, cổng com này tùy thuộc vào cái máy tính các bạn nhé. Nếu máy tính của các bạn mà nó nhận cái module này ở cổng com khác thì mình sẽ phải chọn cổng com khác. Của máy tính của mình là cổng com 4 thôi. Rồi, nó chạy được 100% rồi đấy. Rồi. Sau khi nó chạy xong 100% nó sẽ báo này. Đấy, successful này. Bây giờ chúng ta sẽ ấn OK. Rồi, bây giờ mình sẽ rút. Mình thoát ứng dụng ra, mình rút ra, mình cắm lại. Để chúng ta kiểm tra xem cái này nó đã hoạt động chưa. Sau khi flash xong ấy, bây giờ các bạn là rút cái con modem wifi này ra và chúng ta cắm lại để chúng ta kiểm tra xem là nó đã hoạt động hay chưa và cài đặt thông số cho nó. Bây giờ chúng ta sẽ cắm lại, mình cắm lại này. Đợi một chút nó khởi động lên. Chúng ta sẽ mở điện thoại ra và vào phần cài đặt wifi. Đấy. Đợi một lúc cho là cái này nó khởi động lên, nó sẽ hiện ra một cái wifi mới tên là WLAN AP. Thì vào đây chúng ta sẽ điền mật khẩu là WLAN 1 2 3 4. OK, ta rồi vào. Đợi một lúc đấy, nó đã đăng nhập vào cái con modem wifi đấy. Các bạn sẽ thấy một cái giao diện ra như này. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt wifi cho cái con này. Mình sẽ cài đặt wifi, mình ấn vào phần wifi setting này. Đấy, để mục đích là để cho nó kết nối tới cái mạng wifi nhà của các bạn. Thì ở đây nó có sẽ có những cái phần như thế này. Đấy, nếu mà các bạn có thể đây các bạn điền cái wifi nhà các bạn vào đây, điền tên wifi nhà các bạn vào đây, mật khẩu ở bên dưới, dòng bên dưới. Đấy. Địa chỉ IP. Nếu mà các bạn muốn đặt IP tĩnh thì các bạn điền vào đây, còn nếu mà để IP động thì không cần phải điền. Tốt nhất là các bạn nên để IP tĩnh, nhưng mà ở đây mình làm mẫu mình sẽ là để IP động nhá. Ở đây mình sẽ điền mình phần này mình sẽ điền cái mạng wifi và mật khẩu wifi cho mình vào. Bay nhé. Bên dưới này các bạn thấy có một cái phần là có một cái phần nó có chữ là MDNS address, có nghĩa là các bạn sẽ điền một cái tên miền vào đây để chúng ta khi mà chúng ta đăng nhập nó ở trên cái trình duyệt ấy, nó dễ. Ví dụ mình ở đây là đèn, mình đặt là đèn lèn máy tính đi. Đấy, chấm local. Thì khi chúng ta điền cái địa chỉ này ở trên trình duyệt thì nó sẽ tự động đăng nhập vào cái modem wifi này luôn nhá. Còn đây là cái phần mà chúng ta nếu mà chúng ta để cái chế độ accept port, biến cái này thành một cái accept port. Đấy, không thì thôi. Rồi, để nguyên. Chủ yếu là quan trọng cái phần này thôi. IP address và cái tên miền này thôi. Đấy, còn nếu không cứ để nguyên cũng được. Đấy, bây giờ mình sẽ xếp lại. Đấy, xong đó thì mình sẽ xếp lại. Rồi, bây giờ nó sẽ xếp lại. Và sau khi ấn xếp xong ấy, thì các bạn đợi một lúc để cho nó truy cập vào cái mạng wifi nhà chúng ta nhé. Bây giờ mình sẽ test thử xem là nó đã truy cập được vào mạng wifi nhà chúng ta hay chưa. Bằng cách là mình sẽ mở một cái trình duyệt trên máy tính và mình điền cái địa chỉ vừa nãy mình điền ở bên dưới. Đấy là đèn lèn máy tính chấm local ấy. Thì mình sẽ điền nhé, HTTP này. Các bạn phải điền cả HTTP hai suộc đèn nền máy tính chấm local, hoặc là các bạn có thể điền theo cái IP nhé. Đấy, nó sẽ ra giao diện như này. Giao diện như này có nghĩa là mình đã flash thành công cái firmware WLAN cho cái modem wifi này rồi. Đấy, nếu mà nó chưa ra giao diện này các bạn đã làm sai phần nào rồi nhé, các bạn phải kiểm tra lại. Còn nếu đã ra như này là nghĩa OK. Ngoài cái tên miền đèn đèn máy tính mà mình vừa đặt này, các bạn có thể truy cập theo cái địa chỉ IP. Đấy, nếu mà các bạn muốn dùng lâu dài ấy, thì các bạn lên set một cái IP tĩnh.
thì nó chạy nó sẽ ổn định hơn. Đây là ở đây là mình làm mẫu cho các bạn thôi, mình test thử thôi. Thì mình để là IP động và mình set một cái tên miền như này. Thì mỗi một lần mình muốn truy cập mình sẽ điền như này. Đó, thì nó ra giao diện như này, có nghĩa là cái phần chuẩn bị firmware cho cái module Wi-Fi là ok nhé. Phần tiếp theo. Bây giờ việc tiếp theo của mình là mình phải đo cái màn hình này với cái dây đèn led này để mình cắt cái dây led cho nó phù hợp. Thì đối với cái màn hình của mình là mình sử dụng monitor arm, và cái màn hình này bên dưới này là nó không có cái góc khuyết ở đây, thì mình sẽ cái chiều dài của cái cạnh trên màn hình và cạnh dưới màn hình là mình sẽ sử dụng cái dây led nó bằng nhau đấy. Còn đối với những bạn nào mà sử dụng những cái màn hình nó có cái chân đế ở đây, hoặc là cái vị trí cái góc ở dưới này nó khuyết bởi vì nó lắp cái chân đế, thì chúng ta sẽ cắt cái đoạn dưới này, chúng ta sẽ dùng hai cái đoạn led ở hai bên và để chống ở dưới này nhé. Các bạn cứ đo và cắt bình thường, sau đó mình sẽ chỉnh ở trên phần mềm sau. Đây của mình bây giờ ví dụ như ở đây mình sẽ cắt theo cái kích thước màn hình của mình bốn cái cạnh. Đối với màn hình của mình thì cạnh trên và cạnh dưới sẽ bằng nhau và cạnh hai bên này sẽ bằng nhau. Bây giờ mình sẽ làm nhé. Chắc mình sẽ cắt tầm này đi. Đây là đau không? Không cần phải sợ. Không cần phải quá. Cái này chưa? Được. Đây, cắt tầm này đi. Có một cái điểm nữa các bạn chú ý là đối với cái dây led này các bạn nhìn thấy là có những cái đoạn là nó bằng đồng này, có ba cái điểm đồng này, các bạn phải nhớ cắt ở đúng cái vị trí đấy nhá. Nếu mà cắt sai ấy thì cái hỏng cái led ấy, đấy, nó sẽ có những cái điểm này, có ba cái vạch này. Đấy, thì người ta đánh dấu sẵn cho mình để mình biết là cái vị trí này được phép cắt, và sau đó mình sẽ dùng mỏ hàn mình nối nó lại với nhau thôi. Rồi, đây là xong cạnh trên của mình, cạnh trên cạnh dưới sẽ bằng nhau. Tí nữa mình sẽ xử lý sau. Đây là cạnh ngang. Mình chắc là mình sẽ làm đến đây đi. Cho làm đến đây rồi. Ok. Cái màn hình của mình thì nó cũng dễ, bởi vì là nó gần như liền mạch luôn. Nên là mình chỉ cần cắt hai đoạn là xong rồi. Mình cắt bằng nhau là nó sẽ ra thôi. Đấy, sau đây là hai cạnh bên này. Cạnh bên này và cạnh bên kia. Cái này thì theo mình với những cái dây led như của mình đây, nó có một cái lớp silicone. Lớp silicone này là mục đích là để chống nước đây. Nhưng mà tí nữa chắc là mình sẽ bóc ra mình bỏ đi. Bởi vì nếu mà để cái lớp silicone này ở đây ấy, thì sẽ rất là hay bị những cái con muỗi hay con gì con ấy, những cái con côn trùng ấy, nó chui vào đây sẽ rất bẩn. Có lẽ là mình sẽ tháo nó ra. Đấy. Mình cứ cắt đã. Chiều dài bằng nhau là được. Ok. Như vậy là mình đã xong. Đây bốn đoạn, hai đoạn trên và hai đoạn dưới. Đoạn trên, đoạn dưới và hai đoạn hai bên. Vậy là ok, mình kiểm thử lại nào. Chuẩn rồi đấy. Rồi. Trước khi bắt tay vào hàn máy, mình sẽ sắp xếp lại cái layout cái đèn led lên trên cái bàn như này. Mình có chỉnh sửa lại một chút, đó là cái dãy led ở phía bên dưới mình đã cắt đi ba cái bóng led. Mình sẽ để cái mạch ở đây, mình sẽ hàn cái mạch vào đây và sẽ nó bắt đầu đi từ vị trí này lên hoặc là từ đây sang. Cái lý do tại sao mình không để cái dãy đèn bên dưới thành một hàng là bởi vì là nếu mà để hẳn một hàng như này
thì bắt buộc là mình phải đặt cái mạch ấy, nó ở những cái vị trí, những cái góc như này. Thì nếu mà như vậy thì khi mà chúng ta nhìn ngang cái màn hình ấy, nó sẽ bị lộ cái mạch ra, nhìn sẽ rất là xấu. Còn nếu mà mình để như này, mình đi bắt đầu từ đây, cái vị trí cái mạch mình đặt ở đây ấy, thì nếu mà nhìn ngang cái màn hình nó vẫn rất là đẹp. Đặc biệt là đối với những cái màn hình mà nó có cái chân ấy, đế ấy, thì cái vị trí này nó trùng luôn cái vị trí chân đế, nó sẽ che được luôn, tức là mang tính thẩm mỹ rất cao. Vì vậy mình đã cắt đi ba cái led và sau này mình sẽ đặt cái mạch ở đúng cái vị trí này luôn. Thì khi mà mình nhìn ngang cái màn hình, những cái góc này nó chỉ có cái hàng led thôi và sẽ rất là đẹp. Đấy, đấy là lý do như vậy. Thì ở đây của mình là cái dãy trên này của mình là 33 led. Thì ở dưới này đây là hai, mình cắt đi hai ba cái là còn 30. Thì mỗi bên này là 15 led. Còn hai bên này mỗi bên 17 led. Đấy. Mình cũng sắp xếp luôn cái vị trí những cái led này cho nó đúng cái vị trí của nó nhá. Đấy, tức là như này, tức là những cái dây này các bạn nhìn thấy là nó phải cùng với nhau, có nghĩa là cái chân dương nó phải đi với chân dương, và chân âm nó phải hàn vào chân dương, hàn vào chân âm. Chân dương là phải hàn vào chân dương, và chân âm là hàn chân âm. Cái chân giữa thì chắc chắn là nó không nhầm rồi, nhưng mà cái âm với dương là các bạn phải sắp xếp làm sao để khi mà chúng ta hàn ấy, hoặc là chúng ta ghép lại ấy, là nó phải đúng vị trí, nếu không là nó sẽ không sáng cái đèn led nhá. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hàn, mình sẽ đặt đúng cái layout này thôi, xong rồi mình sẽ lấy từng cái ra mình hàn vào. Trước khi tiến hành hàn ấy, thì các bạn phải chú ý cho mình cái điểm này này, đây cái đoạn dây led này, các bạn nhìn thấy là trên cái dây led là có cái phím mũi tên đấy. Thì chúng ta phải hàn làm sao cho cái mạch bắt nguồn từ cái vị trí này, nó đi theo cái mũi tên, tức là bắt đầu từ cái hướng dưới cái mũi tên này, làm sao cho nó đi theo mũi tên, và cái tất cả những cái đèn nhé, chúng ta phải lối theo cái hướng mũi tên này, có nghĩa là nguồn của nó, cái mạch nó bắt đầu từ đoạn này và nối tiếp như này. Nếu các bạn hàn ngược, ví dụ các bạn cắt ra và các bạn hàn cái mạch ở phía bên này ấy, đấy, đi ngược lại chiều phía mũi tên này, thì nó sẽ không chạy nhá, nó sẽ lỗi cái mạch luôn đấy. Đấy, các bạn phải chú ý, cực kỳ chú ý cái điểm này, đỡ mất công trước khi chúng ta làm. Đấy, ví dụ như trường hợp này khi mình cắt ra thì mình sẽ phải bắt buộc mình sẽ phải hàn cái mạch nó ở vị trí đầu này. Đấy, sau đó là cái đèn nó sẽ đi theo hướng mũi tên như này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành hàn nhé. Các bạn Thử nghĩ xem. này. Đây. Đây là toàn bộ cái đèn của mình sau khi mình đã hàn xong. Các bạn để ý cái đoạn này nhá, cái mạch này, các bạn nhìn này. Đây là chân 5V ở trên cái mạch, thì nó sẽ hàn vào cái chân. Đây, cái chân 5V ở trên cái đèn led nhé. Còn cái chân D4 ở trên cái mạch, mình sẽ hàn qua một con điện trở 470K. Các bạn có thể dùng từ 270 đến 470 đều được. Thậm chí là không qua cái điện trở cũng được, nhưng mà nó sẽ không an toàn cho cái mạch. Chúng ta tốt nhất là nên kiếm một con điện trở như này để hàn vào. Thì cái chân D4 ở trên mạch sẽ hàn vào cái chân giữa ở trên cái đèn led đó. Còn cái chân ground ở trên mạch đây, chúng ta sẽ hàn vào cái chân ground ở trên đèn led. Trên mạch nó có chữ G, còn trên đèn led nó có chữ G là D đấy. Đấy, và các bạn chú ý cái chiều hướng mũi tên của mình đây nhá. Đấy, các bạn thấy không, nó sẽ đi đúng như này, đi đúng hướng mũi tên. Các bạn nhớ là phải đúng hướng mũi tên, sang bên này cũng phải thế. Đấy, nó cứ đi đi. Mình sẽ bắt nguồn từ đây này. Mình đi 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 vòng qua đây, qua đây, qua đây. Và kết thúc ở điểm cuối này. Đấy, còn cái silicone này mới đầu mình nói với các bạn là mình định bỏ ra ấy, nhưng mà về sau mình thấy là để nguyên có khi hay hơn. Bởi vì để nguyên cái silicone như này ấy, thì khi mình dán cái băng dính hai mặt vào cái silicone này và mình dán vào cái đằng sau cái màn hình ấy, nó sẽ dính chắc hơn và sẽ tốt hơn.
Còn cái vấn đề mà khắc phục cái côn trùng ấy thì mình có thể sử dụng cái keo silicone mình bôi vào mấy cái đầu này là nó sẽ kín lại, nó vừa bảo vệ cái đèn led và nó vừa chống côn trùng vào bên trong thì rất là hay. Thì bây giờ mình làm chắc là không kịp thời gian để bôi silicone đâu, nên mình sẽ dán thẳng lên trên màn hình đã. Đấy, sau này mình sẽ tính sau. Rồi, sau khi hàn mặt xong thì bây giờ có lẽ mình sẽ test thử cái đã. Trước khi dán vào màn hình thì mình sẽ test thử xem nó hoạt động như nào nhé. Bây giờ mình sẽ test thử cái đèn này nhá. Mình sẽ cắm một cái nguồn 5V vào đây này. Rồi, đèn sáng rồi đấy. Rồi mình đợi một lúc cho cái mạch này nó kết nối vào wifi nhà mình. Sau đó mình sẽ trên máy tính mình sẽ vào cái địa chỉ là đèn nền máy tính chấm local. Đấy, nó kết nối tới wifi rất là nhanh. Các bạn thấy này, nó đã mình đã có thể chỉnh ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ test thử. Đó, mình sẽ chỉnh màu trên này. Đấy, các bạn thấy chưa, nó đã chỉnh ok này. Mình thử một vài hiệu ứng xem nào. Mình sẽ thử áp một vài cái hiệu ứng. Thử chạy một cái hiệu ứng này xem nào. À, là eject đây, eject đây. Đấy, mình chạy thử vài hiệu ứng này. Đấy, đây có một vài hiệu ứng. Rainbow này. Úi, hiệu ứng này có vẻ nhìn rõ này. Rồi, như vậy có nghĩa là đã xong. Hàn mạch, mọi thứ là đã ok nhá. Phần mềm, phần cứng là ok rồi. Bây giờ chúng ta phải gắn lên trên đằng sau cái đèn màn hình máy tính thôi. Bây giờ mình sẽ dán băng dính hai mặt và gắn lên phía đằng sau của cái màn hình máy tính của mình nhá. Rồi, bây giờ mang lên gắn vào màn hình. Các bạn chú ý khi chúng ta sử dụng cái băng dính hai mặt này nhá. Các bạn nên mua cái loại băng dính mà chất lượng tốt một chút thì nó sẽ chặt hơn. Và nếu lại dùng loại băng dính mà chất lượng kém ấy, khá là vất vả đấy. Ở đây mình đang sử dụng cái loại băng dính này có vẻ là không được ngon lắm. Nhưng thôi, mình sẽ dán tạm. Sau mai, chắc ngày mai mình sẽ đi kiếm cái băng dính nó xịn hơn một chút. Băng dính nó hơi lở. Dùng tạm. Tạm vẫn được. Một điều chú ý nữa là khi mà các bạn hàn cái mạch này ấy, các bạn nên kiếm mấy cái dây ấy, cái dây điện ấy. Các bạn dùng cái loại dây mềm mềm ấy nhá. Ở đây mình mua cái dây nhỏ nhỏ mềm mềm rất rất là hay, hàn rất là dễ. Khi chúng ta những vị trí góc này chúng ta đi giờ chúng ta điều chỉnh nó rất là dễ. Cái dây này thì dây điện này trên Shopee bán rất là nhiều, giá rất rẻ. Đấy. Quy điện thì là trên cái màn hình của mình nó có cổng USB ấy. Mình sẽ cắm luôn vào. Đây có hai cổng USB đúng không? Mình sẽ luôn cắm luôn vào cái cổng thứ hai này. Rồi bây giờ tạm thời ấy. Cái này sau rồi ngày mai mình sẽ kiếm một cái băng dính hai mặt mình sẽ gắn nó vào đây. Loại to to á. Bây giờ làm tạm này quay video đã. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử ra. Cảm nhận thử đã. Xem thế nào. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái lý do tại sao mà mình phải đi cái mạch vào bên dưới và vào vị trí giữa này chứ không phải xuất phát ở những góc này, các bạn thấy chưa?
khi mà chúng ta nhìn ngang cái màn hình này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ví dụ nếu mà chúng ta đặt cái mạch ở vị trí những góc này, chúng ta sẽ nhìn từ bên cạnh sang chỗ này sẽ rất là xấu đúng không? Đấy, bây giờ mình đặt bên trong này, ngày mai mà mình kiếm được cái băng dính hai mặt xịn xịn thì mình dán luôn nó vào sát cái màn hình thì nhìn hai bên các kiểu cực kỳ là đẹp luôn, rất là cái màn hình nó rất là đẹp, nó thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ việc tiếp theo là mình sẽ phải cấu hình ở trên máy tính. Cái việc tiếp theo ấy là chúng ta cần phải cài một cái ứng dụng ở trên máy tính của chúng ta, có thể dùng cả trên Win trên Mac được đều được nhé, để chúng ta đồng bộ cái đèn đằng sau này với cái màn hình này. Thì các bạn đầu tiên là các bạn phải vào cái trang web này. Đây cái trang web này, mình sẽ để cái link trang web này bên dưới phần miêu tả của video nhé. Thì các bạn click vào đó và các bạn tìm đến cái phiên bản phần download cái phiên bản này, phần đây phần này, này cái phiên bản lát mới nhất này. Từ cái phần mềm với tên là Hyper Reason. Đấy, thì ở đây là phiên bản mới nhất mình download về. Thì các bạn chọn cái phiên bản phù hợp với cái máy tính các bạn sử dụng thôi, nó hỗ trợ cả Linux này, rồi Mac OS này, rồi Windows này. Đấy, bây giờ mình sẽ download cái bản của Windows nhé. Đây, bản Windows thì có chữ Windows x64 đây. Mình thực chất thì mình đã download sẵn đây rồi. Đấy. Tại vì cái này nó cũng hơn 100 MB. Mình đã download sẵn đây rồi, bây giờ sau khi download xong ấy thì mình sẽ cài lên nhé. Đấy, mình sẽ cài cái phần mềm này lên. Đấy, các bạn cứ ấn next nhiệt liên tục thôi, không cần quan tâm mình nói làm gì. Đó. Đấy. Rồi, sau khi download xong thì mình chọn Philips như này. Cái phần mềm nó sẽ ở bên góc bên phải cái kênh thanh công cụ này, chúng ta kích đúp chuột vào đó nó sẽ ra cái giao diện. Thì ở đây ấy, nó sẽ lần đầu tiên mà các bạn cài đặt ấy, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đặt mật khẩu để chúng ta có thể khóa cái cài đặt này. Ví dụ những người khác mà muốn vào đây mà sử dụng thì phải có mật khẩu mới mới chỉnh được cái thông số này. Đấy. Tuy nhiên mình ở đây mình không cần phải đặt. Nếu mà các bạn muốn đặt cũng được. Đây các bạn có thể ở đó phần system các bạn đặt cái mật khẩu các thứ vào cũng được. Còn nếu không muốn đặt thì thôi. Thì cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng mà ai cũng có thể chỉnh sửa được. Thì ở đây trong cái giao diện này chúng ta để ý đến cái phần đây này. Đây. Cái phần let install instant cái gì đấy tiếng Anh mình đọc cái này mình không biết đọc cái từ này. Đấy. Các bạn nhìn, ấn vào cái phần hình cái bánh răng này này. Đấy. Các bạn ấn vào cái phần Let Output. Đấy, các bạn chọn cái Controller Tile này. Các bạn chọn cho mình là Wireless. Hình như mặc định nó là Wireless luôn rồi đấy. Còn cái phần ở bên dưới các bạn nhìn đấy, có phần Device, Discover. Thì các bạn chọn tới cái đây của mình là nó tự tìm thấy cái đèn của mình ở trong cái mạng wifi là đèn LAN máy tính. Đèn LAN máy tính chính là cái tên miền mà lúc trước mình đặt đấy ở cái phần cài đặt của cái mạch Wiimote D1 đấy. Đấy thì mình sẽ chọn vào đèn LAN máy tính nhá. Còn cái phần hardware led count là chính là cái số bóng led ở trên cái đèn led của chúng ta nhé. Cái này thì các bạn phải chỉnh, các bạn phải vào cái trang này. Cái bây giờ mình đoạn này mình lại phải vào lại cái trang chỉnh thông số của cái led này. Thực sự là, thì mình đã chỉnh cái thông số này trước rồi, nhưng bây giờ mình sẽ vào lại cho các bạn xem. Đây các bạn sẽ vào lại ví dụ của mình là cái trang đèn lèn máy tính .local rồi, các bạn phải vào đây, các bạn ấn vào phần config này. Đây các bạn chọn vào cái phần led này. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh lại ở đây này, các bạn thấy này, ở bên dưới phần hardware setup này nó có phần start. Đấy, phần len thì start không thì chúng ta để nguyên này, còn phần len này chúng ta sẽ để điền cái số bóng led mà cái dây này chúng ta vừa mới hàn này, của mình là 97, đây là 15 này, đây là 15 là 30 này, cộng với hai bên này mỗi bên 17 này là 67 này, trên này 33 này thì tổng cộng nó là 97 đúng không? Đấy thì mình sẽ điền 97 ở đây.
Sau đó mình sẽ xếp lại, mình sẽ xếp lại ở đây. Mình sẽ điền ấn nút xếp ở đây. Đấy. Sau khi xếp lại thì các bạn chuyển sang bên cái phần Hyper-Resolution này. Nó sẽ hiện là 97. Các bạn phải cài đặt cái thông số bóng đèn nét này trước khi cài đặt cái này nhé. Đấy, ở đây thì mình điền cái phần này là đúng rồi, phần 97 rồi. Đấy, cái phần layout, bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến cái phần layout. Cái phần LED control thì ok nhé. Nhưng mà bây giờ đến cái phần layout. Phần layout thì chúng ta sẽ chọn cái classic layout. Đấy, LED frame, chúng ta phải chọn cái phần này. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn vào đây nhé. Cái phần top này, phần top này chính là cái đèn. Cái dãy đèn LED ở phía bên trên này của mình là 33 bóng đúng không? 33 bóng. Rồi mình đặt là 33 bóng. Cái phần button này của mình là nó cũng bằng ở phía trên thì mình sẽ điền 33 bóng. Tại sao mình lại không, thực tế của mình nó chỉ có 30 bóng thôi đúng không? Nhưng mà tại sao mình vẫn điền 33? Bởi vì tí nữa cái phần gap LED này, các bạn nhìn cái phần gap LED này chính là cái phần mà chúng ta điền cái số bóng mà chúng ta đã bỏ đi ở vị trí này. Thì mình cứ điền nó giống ở bên trên đã, xong là tí nữa mình bỏ bao nhiêu bóng thì mình sẽ điền vào đây thôi. Thì các bạn cứ điền cho mình ở bên trên và bên dưới nó bằng nhau là 33. Phần này là phần bên trái, phần bên trái là chính là đoạn nét này, là của mình là 17 bóng đúng không? Mình sẽ điền. Đấy, sau khi điền nó sẽ hiện ngay đây. Bạn thấy chưa, nó sẽ hiện ngay đây. Phần bên phải cũng là 17 bóng. Đấy, mình sẽ hiện ngay đây. Đây là cái phần gap len này, chính là cái số bóng mà chúng ta bỏ ở cái chân này. Đấy, vừa nãy là mình nói với các bạn là mình bỏ 3 bóng ấy, mình sẽ điền 3 bóng vào đây. Rồi, mình sẽ điền 3 bóng. Đấy, các bạn thấy nó hụt ở đây, nó không đúng ở vị trí này ở đây đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ phải chỉnh cái vị trí này. Chúng ta sẽ phải chỉnh cái vị trí này nó làm sao nó vào giữa cái chân này bằng cách là chúng ta chỉnh ở đây này. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn cứ ấn cái này là nó ở đây, nó ấn xuống là nó sẽ chỉnh. Thế là mình sẽ chỉnh làm sao cho nó cái ba cái bóng này ấy, nó sẽ nằm đúng giữa cái chân bên dưới này, cứ ấn thôi nó sẽ là bóng bao nhiêu. Rồi ở đây mình sẽ đếm lại này, 1 2. Để mình nhìn được cái số bóng ở đây thì các bạn đánh dấu vào cái phần đâu nhỉ, chỗ nào, đây đấy, các bạn ấn vào cái chữ Y này, LED number này, nó sẽ ra cái số bóng. Đấy, nó sẽ hiện cái số bóng ở đây, chúng ta nhìn nó sẽ rất dễ. Thì mình sẽ cái ba cái bóng này nó sẽ nằm ở cái vị trí ở chính giữa ở dưới, tức là mỗi bên là 15, mình sẽ đếm này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Thế này nó phải lên một tí. Đấy, đây là đủ 15 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 45. Rồi, bên này xem có phải 15 không nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi. Vậy là đủ rồi nhá. Đấy. Đấy, tức là số LED của mình ở bên trên là 33 này, bên dưới này cũng là 33 nhưng mà trừ đi 3. Trừ đi 3 chính là cái gap đen này thì mình sẽ điền số 3 ở đây, thì thực tế là nó chỉ còn 15, nó sẽ trống ở đây. Rồi. Cái việc tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh cái điểm khởi đầu của cái dãy đèn LED này, tức là cái điểm mà chúng ta đặt cái mạch wifi ấy, nó chính là phần input position này. Đây các bạn ấn, các bạn nhìn thấy không? Nó đen đen này, điểm màu đen này chính là điểm, tức là chính là cái led số 0 mà vừa lấy cái dãy đèn led của mình ấy, là mình cho chạy, đúng rồi, mình sẽ cho chạy từ bên này đi, thì của mình tức là nó sẽ chạy từ đây đi. Các bạn nhìn này, cái mạch wifi mình đặt đây đúng không, cái led số 0 nó phải ở cái vị trí này. Hiện tại nó là phải vị trí này. Bây giờ mình sẽ chỉnh, mình sẽ ấn mình chỉnh thôi. Mình sẽ chỉnh nó về đó. Đấy. Nhưng mà các bạn để ý nè, cái của mình ấy là nó chạy theo chiều này cơ. Chiều này lên đúng không? Đấy, các bạn nhìn cái mũi tên đằng sau ấy, nó chạy chiều này lên đúng không? Có nghĩa là nó như thế này nó sẽ bị ngược, thì các bạn ấn vào phần này, reverse direction này. Đấy, nó sẽ chỉnh ngược lại. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái led số 0 nó đã ngược lại. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉnh đúng này. Cái led số 0 của mình thì nó sẽ nằm ở vị trí này. Đấy, 1, 2, 3, 4, các kiểu này. Đấy, rồi. Bây giờ sau khi chỉnh đúng hết rồi nhá. Đây là cái led số 0 của mình này, cái mạch nằm ở đây này. Thì số 0 ở đây này. Chỉnh hết đúng rồi các bạn. Save layout. Ok.
Đó, sau khi xếp xong. Rồi, xong cái phần layout bút, bây giờ chúng ta cần phải cài đặt để cho cái hệ thống đèn led của chúng ta nó đồng bộ với cái màn hình. Thì chúng ta sẽ di chuyển sang cái tab suộc ở đây. Đây, tab suộc phía bên này. Các bạn ấn vào đấy. Các bạn ấn vào cái phần bánh răng ở đây này. Nếu mà lần đầu tiên ấy, các bạn mà chưa cài đặt ấy, thì có thể là sẽ không ấn được vào cái phần Enable Scene Capture đâu. Thì các bạn ấn vào cái phần bánh răng bên dưới này cho mình. Đây, bên dưới là phần Information này. Các bạn ấn vào phần bánh răng. Các bạn ấn vào đây. Thì nó sẽ ra cái phần này. Thì các bạn đánh dấu vào cái phần Active này. Phần Scene Capture là các bạn đánh dấu vào phần Active này cho mình. Active đánh dấu ở đây nhé. Bên dưới các bạn chọn cho mình là DX. Các bạn cứ chọn DX cho mình. Đấy, sau đó các bạn save lại. Ok, đây là trên Win nhé. Save lại là xong. Bây giờ mình sẽ test thử xem là nó đã đồng bộ chưa nhé. Bằng cách là mình sẽ mở thử một cái gì đấy lên xem nào. Mình sẽ mở một bài nhạc miễn phí của YouTube lên xem nào. Thử đây. Thử cái bài Joker đi. À, mở bằng cái này không được. Mở bằng Windows Media Player. Đây. Rồi, nó sẽ có hiệu ứng nha. Bây giờ mình sẽ thử nha. Mình đóng cửa vào này. Để các bạn nhìn cho nó rõ cái hiệu ứng xem như nào. Đấy, các bạn nhìn thấy cái đèn đèn phía đằng sau chưa? Đây, hiện tại nó đang là ban ngày nên là nó hơi khó nhìn. Đấy, nó sẽ di chuyển theo. Đấy, các bạn thấy chưa? Hiện tại mình đang để ban ngày nên là cái đèn led nó không rõ lắm. Đấy, đấy. Các bạn thấy là nó sẽ sáng theo cái màn hình. Đấy, sáng rất chuẩn màu luôn. Như vậy là ok rồi đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó rất... Rồi, chạy rất là ngon. Quay hàng sao các bạn nhìn. À, thay đổi cực kỳ nhịp nhàng luôn. Thay đổi cực kỳ chuẩn luôn. Ui. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn làm sau một cái đèn ambient light. À, cái cảm giác mà mình làm ra những cái sản phẩm thì nó sẽ sướng hơn rất là nhiều. Không cần biết là đẹp hay xấu như nào, nhưng mà khi mà mình dùng những cái sản phẩm đấy mình sẽ cảm giác rất là thích. Thì cái video này mình hy vọng là sẽ có ích cho các bạn. Bạn nào thấy hay thì hãy like, subscribe kênh mình nhé. Trong cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta áp cái đèn ambient light này vào hệ thống nhà Apple HomeKit. Cái việc add vào trong cái hệ thống nhà Apple Home nó sẽ giúp cho chúng ta điều khiển cái đèn này dễ dàng hơn khi mà chúng ta không sử dụng PC. Đấy, bình thường nếu mà khi không sử dụng PC thì chúng ta phải sử dụng trình web để điều khiển nó đúng không? Hoặc là dùng cái phần mềm của nó thì nó rất là phức tạp. Nếu mà chúng ta add vào Apple Home thì cái việc sử dụng cái đèn ambient light này nó sẽ rất là đơn giản. Đấy, chúng ta có khi đấy chúng ta có thể sử dụng nó như một cái đèn trang trí ở trong phòng làm việc hoặc như nào đấy. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Chào các bạn.